Cái tên Đường Nhuệ có lẽ đã không còn xa lạ gì với vụ việc kinh doanh trên xác người. Cũng liên quan đến nhân vật này, một vị giám đốc công ty đã từng vay tiền vợ Đường Nhuệ đã phải hầu tòa vì tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sự việc hy hữu xảy ra trong phiên tòa phúc thẩm khiến phiên tòa phải tạm hoãn và mở lại vào ngày khác. Điều gì đã xảy ra đối với phiên tòa xét xử vị giám đốc này? Mời quý vị theo dõi thông tin của chúng tôi. Với 900 triệu đồng khất nợ, bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, 59 tuổi giám đốc công ty Lẫm Quyết và vợ Phạm Thị Quyết, vợ ông Lẫm, 54 tuổi, đều ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã phải đổi lại bằng 14 và 13 năm tù. Theo cáo buộc, từ năm 2012 đến khi bị khởi tố bắt tạm giam vào năm 2018, ông Lẫm cùng bà Quyết đã vay của Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Thái Bình và 12 cá nhân, trong đó có vợ Đường Nghệ, tổng cộng gần 21 tỷ đồng. Trong số này có hai khoản vay trị giá 400 và 500 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Lê Thị Tuyết cùng ở thành phố Thái Bình. Các khoản vay lần lượt được lập thành hợp đồng vào ngày 23 tháng 1 năm 2013 và 20 tháng 1 năm 2016 với lãi suất 2%, tài sản thế chấp là ô tô Camry, biển kiểm soát 17K9966 của vợ chồng ông Lẫm. Ông Tới không giữ ô tô do có mối quan hệ tốt, tin tưởng hai bị can. Sau nhiều lần cho khất nợ, tháng 1 năm 2017, ông Tới yêu cầu trả tiền gốc tổng hai khoản vay với số tiền là 900 triệu đồng. Tuy nhiên, hai bị can đã khất lần, sau đó tạo dựng việc đã trả tiền cho ông Tới và ông Tới có viết giấy biên nhận để chối bỏ trách nhiệm trả nợ, đồng thời chiếm đoạt 900 triệu đồng của chủ nợ. Cơ quan tiến hành tố tụng còn cáo buộc vợ chồng ông Lâm gian dối khi tự ý bán chiếc xe là tài sản thế chấp cho ông Phạm Công Tự ở thành phố Thái Bình khi chưa trả số tiền vay và không hỏi ý kiến ông tới. Việc sử dụng ô tô này cũng được hai vợ chồng che giấu. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, bị cáo Lẩm và Quyết lần lượt bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt các mức án 14 và 13 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, vợ chồng Lâm Quyết phải bồi thường cho vợ chồng ông Đỗ Văn Tới và bà Tuyết 900 triệu đồng. Hai bị cáo sau đó có đơn kháng cáo gửi tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đề nghị hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án yêu cầu được tuyên vô tội và trả tự do. Sáng ngày 13 tháng 7, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, 59 tuổi, giám đốc công ty Lâm Quyết và Phạm Thị Quyết, vợ ông Lẫm, 54 tuổi, đều ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoảng 4, điều 175 bộ luật hình sự 2015. Trước khi khai mạc phiên tòa, bị cáo lẫm có mặt tại phòng xử án do sức khỏe có dấu hiệu bất thường nên bị cáo sau đó được đưa vào bệnh viện kiểm tra, chữa trị. Vợ chồng ông Đỗ Văn Tới bị hại vắng mặt tại phiên tòa sáu luật sư tham gia bào chữa cùng nhiều nhân chứng người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt vì những lý do trên bị cáo quyết và đại diện viện kiểm sát cấp cao tại hà nội đều đề nghị hoãn phiên tòa sau khi nghị án hội đồng xét xử do thẩm phán ngô tự học làm chủ tọa tuyên hoãn phiên tòa thời gian mở lại sẽ được thông báo sau trong mối quan hệ giữa con nợ và chủ nợ, tin tưởng là lời cam kết mỏng nhất bởi tiền bạc là vấn đề nhạy cảm. Lúc vay mượn, hai bên đều vui vẻ, lúc đòi nợ có thể dính đến tù tội như vị giám đốc trên đây. Điều bản án sơ thẩm có được giữ nguyên, lý do sức khỏe sẽ giúp bị cáo lẫm kéo dài thời gian hầu tòa đến bao giờ. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé.